Anh Hùng. Vâng, Hai Hoa Sơn. Lao vào rồi. Vâng, Tiếp Mít đang dùng cái thi kiếm hội hữu của mình. Vâng, sau đó sẽ là một cái cắm kiếm trượt và điểm huyệt cũng trượt luôn. Không biết ai sẽ là người lao vào trước đây. Vâng, Nick đã lao vào nhưng lại lao ra, sau đó là đến lượt Tít Mít. Vâng, lao vào rồi. Lao vào rồi nhưng sẽ làm cái gì? Vâng, điểm huyệt nhưng mà Nick đã đỡ được. Vâng, đến lượt Nick lao vào xong rồi lại lao ra. Vâng, hiện tại thì số máu của Nick có vẻ ít hơn so với số máu của Tít Mít. Dường như là hai anh hùng vẫn chưa muốn đánh nhau mà chỉ muốn trêu nhau thôi. Vâng, cứ lao vào và lao ra. Vâng, đã một cái cắm kiếm chính xác đến từ phía Nick. Vâng, sau đó sẽ là cái hữu phong lai nghi cộng với thiên thần đảo huyền của mình, nhưng không hiểu sao Nick lại không điểm huyệt trong cái trường hợp đó. Vừa rồi Nick đã có một pha phá đỡ đến từ phía Nick của chúng ta, vì thế là anh đã sử dụng ngay một pha cầm kiếm trượt đến từ Tít Mít. Lúc này Tít Mít đang là người bị mệt mỏi, như vậy là Nick quyết định bắn chay không, anh đã hết mệt mỏi rồi, lao vào không có vẫn là một pha mệt mỏi, nhưng mà bây giờ thì Tít Mít chúng ta đã có được cái điều tức dành cho mình. Vâng, và hiện tại Tít Mít của chúng ta được cái lượng máu đang ít hơn so với Nick. Vâng, một Vâng, pha một điểm cái pha huyệt. điểm huyệt quá chán từ phía Tít Mít. Vâng, Nick đang lao đến. Vâng, lao đến sau đó là cắm kiếm và có lẽ là cancel, nhưng nó bị Tít Mít bắt được bởi cái thi kiếm hộ hữu. Vâng, một pha cắm kiếm trượt của Tít Mít của Tít Mít. Vâng, Tít Mít lao đến và dùng luôn cái thiên thần đảo huyền của một cái hữu phong lai nghi, và Tít Mít cũng ra những cái chiêu thức giống như vậy. Vâng, có lẽ hai anh hùng đang thử chiêu của nhau. Vâng, Tít Mít đã bắt được Nick với cái thi kiếm hội hữu rồi. Vâng, lượng máu của hai anh hùng hiện tại là không chênh nhau là mấy. Vâng, Nick đã cầm kiếm thành công. Vâng, sau đó là điểm huyệt trượt từ phía Nick và dùng luôn cái hữu phong lai nghi của mình. Cả hai anh hùng ở đâu nhầm Nick đã dùng luôn cái hữu phong lai nghi của mình. Vâng, có lẽ là lúc đó dùng hữu phong lai nghi định kết thúc Tít Mít nhưng chưa thể kết thúc được, nhưng cuối cùng thì cũng đã kết thúc được rồi. Vâng, Nick đã lại lao đến và dùng thi kiếm hội hữu của mình. Vâng, sau đó là một màn cắm kiếm trượt nhưng ăn điểm huyệt được Tít Mít. Chính Sau xác là đó có phải sẽ cắm là kiếm một trượt. hữu phong lai nghi và Chính xác không phải là một cái điểm huyệt trượt mà là một cái điểm huyệt nhưng mà cancel để dùng luôn cái điểm huyệt. Một pha cắm kiếm trượt dùng luôn cái điểm huyệt của Nick. vâng, có lẽ là nó hơi lâu nên em tưởng là nó cắm nhầm thật. Chính xác rồi. Vâng, một cái thiên thần đảo huyền từ phía Tít Mít. Vâng, Biểu số máu của Tim Mít lúc nào cũng là thấp hơn so với Nick. Vâng, mặc dù thân pháp Tim Mít cũng không phải dạng vừa, nhưng tuy nhiên thì Nick vẫn tỏ vẻ hơn là mình là một người trên cơ. Bây giờ thì Tim Mít đang dồn vào phía của Nick. Chưa có điều gì xảy ra cả. Hai cái hoàng vũ dòng người được tung ra. bây giờ Nick đã bắt được Tít Mít với cái thi kiếm hội hữu rồi. Và có lẽ có vẻ như hai anh hùng này vẫn đang muốn chơi đùa với nhau. Hầu như chỉ dùng cái Hoàng Vũ Giảng Nguyệt thôi. Vâng, một pha cắm kiếm nhưng có lẽ là cancel định điểm huyệt nhưng mà không được. Vâng, một cái thi kiếm hội hữu đến từ phía Tít Mít. Vâng, có vẻ như hai anh hùng này không hẳn là muốn đánh nhau. Vâng, Nick đã tóm được Tít Mít rồi. Tóm được rồi nhưng lại không làm gì cả. Vâng, hai anh hùng cứ lao vào nhau thôi. Vâng, Nick đã cắm kiếm thành công. Cầm kiếm thành công sau đó bị Tít Mít điểm huyệt lại và dùng cái hữu phong lai nghi cộng với một cầm kiếm nữa. Vâng,
Và cuối cùng thì Nick của chúng ta cũng đã kết thúc được Tipmeet với tỷ số là 2-0. Vâng, một tỷ số 2-0 dành cho Nick của chúng ta, khi mà Nick của chúng ta còn lại cũng là rất là thấp máu.